chủ nghĩa tư bản, làm con người tử tế. Vào cuối tháng 2 năm 2024, một quá phụ 93 tuổi tên Ruth Gottesman đã hiến tặng một tỷ đô cho trường y học Albert Einstein nơi bà ấy đang làm giáo sư. Không có mục đích gì ngoài việc mong muốn miễn học phí cho các sinh viên của trường để thu hút thêm người giỏi làm bác sĩ. Nếu có lợi ích thì có lẽ là vào những ngày cuối đời bà ấy chỉ muốn làm gì đó để tên tuổi của mình được nhớ đến về sau những trường hợp như trên nghe giống cổ tích nhưng nó không phải là hiếm thậm chí đó là một trong nhiều cách các nhà tư bản trả ơn xã hội sau một sự nghiệp thành công khi nhắc đến chủ nghĩa tư bản bạn nghĩ gì trong đầu có lẽ bạn đã nghe qua những câu như sau tư bản làm con người ích kỷ tư bản làm tăng khoảng cách giàu nghèo hay tư bản bóc lột lao động nhưng liệu có đúng chủ nghĩa tư bản là một thứ xấu xa hay nó là một cỗ máy thúc đẩy sự thịnh vượng và sự tử tế giữa con người trong xã hội chúng ta hãy cùng suy luận chỉ riêng trong năm 2023, Mỹ đã chi hơn 61 tỷ đô cho các chương trình viện trợ quốc tế, bao gồm hỗ trợ thiên tai, xóa đói giảm nghèo và đào tạo nhân lực. Còn xét theo tỷ lệ quy mô kinh tế, Mỹ không phải là quốc gia đóng góp lớn nhất mà là Thụy Điển với 0.88% thu nhập quốc gia hoặc 5.5 tỷ đô. Những nước cấp nhiều học bổng cho sinh viên quốc tế là Mỹ, anh, Pháp và Đức. Có thể bạn đã biết đến Fulbright, chương trình đã giúp đào tạo vô số nhân sự quan trọng từ giáo dục, dân sự, kinh tế cho đến xã hội. Chỉ riêng trong năm 2023, ngân sách đã là 287 triệu đô. Nếu đạt đủ tiêu chuẩn, bạn có thể đến Đức hay Pháp và học hoàn toàn miễn phí. Còn rất nhiều chỉ số nữa. Nhưng nếu liệt kê thì sẽ không bao giờ hết. Mặc dù không muốn so sánh các quốc gia với nhau, nhưng trong các bảng xếp hạng về đóng góp cho viện trợ quốc tế đào tạo nhân lực và quyên góp từ thiện những quốc gia như bắc hàn và triều tiên đang ở đâu bạn khó mà tìm ra kết quả chúng ta có thể tự nhận xét là chủ nghĩa tư bản làm con người tử tế hơn nhưng nguyên nhân là gì tư bản hay capital là vốn chủ nghĩa tư bản hay capitalism là hình thức sử dụng vốn áp dụng định nghĩa hiện đại nó là một hệ thống kinh tế cho phép con người tự do sử dụng vốn tài sản và tài nguyên để trao đổi với nhau nó không phải là một khái niệm được chế tạo ra bởi một người đàn ông có râu. Đó là một ngộ nhận. Nhưng ông ta có lẽ là người đàn ông phê bình nó nổi tiếng nhất. Thuật ngữ tư bản đã xuất hiện lần đầu trong từ điển Oxford vào năm 1854. Mặc dù có nhiều tranh cãi về nguồn gốc phát triển, nhưng Phần lớn nhà phân tích đều đồng ý rằng sự ra đời của cuốn sách Nguồn gốc của cải của các quốc gia bởi Adam Smith vào năm 1776 là một cột mốc quan trọng. Trong cuốn sách đó, tư nhân sẽ có động cơ phát triển hiệu quả hơn một cơ chế tập trung để làm giàu bền vững trong chủ nghĩa tư bản. Bạn phải phục vụ người khác chứ không thể nào xâm chiếm hay ăn cắp. Adam Smith đã lấy ví dụ của ông bán bánh. Ông ta muốn trở nên giàu có, nhưng để làm vậy, ông ta phải làm bánh thật ngon để thuyết phục bạn mua. Khi trao tiền, bạn được ổ bánh mì, còn ông ta được tiền. Sự cạnh tranh đã vô tình biến lòng ích kỷ thành tử tế, nhưng không phải vì muốn tốt cho người khác mà vì lợi ích cá nhân. Cộng với sự ra đời của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, chủ nghĩa tư bản đã đi từ lý thuyết thành thực hành ở các quốc gia. Những phiên bản trước đây ở châu Âu đều mang tính trọng thương, giai cấp và phong kiến. Có thể nói, Mỹ là nước tư bản đúng nghĩa đầu tiên khi đã ghi rõ quyền tự do cá nhân vào bản tuyên ngôn độc lập tại hiến pháp khi giới hạn quyền lực của nhà nước và để cho cá nhân tự do theo đuổi hạnh phúc họ có thể phát triển dựa trên ý tưởng và làm giàu từ nó đây là động cơ hoàn toàn trái nghịch với cách làm giàu của các đế chế trước đây trong lịch sử hy lạp la mã tây ban nha làm giàu bằng cách xâm chiếm lãnh thổ khác rồi nô lệ hóa địch thủ còn mỹ nếu có thể gọi là một đế chế làm giàu từ sự sáng tạo và chỉ óc của con người trong thị trường hiện đại ngoài việc tạo sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng nếu các doanh nghiệp muốn phát triển họ phải chứng minh cho người ta thấy họ có trách nhiệm với xã hội bao gồm trả lương thỏa đáng cung cấp phúc lợi cho nhân viên tuân thủ tiêu chuẩn môi trường đào tạo nhân lực và nguyên góp cho cộng đồng có thể họ làm vậy chỉ để tạo hình ảnh trước công chúng nhưng nó là một phần không thể thiếu vì mang lại tính tích cực và tạo cảm hứng cho xã hội ngoài nỗ lực tự nguyện của tư nhân chủ nghĩa tư bản đã thành công trong việc thiết lập cơ chế an sinh xã hội một khi có đủ sự thặng dư xã hội đó bắt đầu tạo sự bình đẳng về cơ hội cho các thành viên bao gồm giáo dục phổ thông miễn phí y tế trợ cấp hỗ trợ thất nghiệp tiền thai sản và vô số các phúc lợi ở các nước đang phát triển coi là cổ tích về mặt lý thuyết một đứa trẻ dù sinh ra trong gia đình giàu hay nghèo vẫn có thể tiếp cận cơ hội để phát triển nó không phụ thuộc vào việc cha mẹ nó là ai nhưng nói như trên chưa giải thích vì sao con người ở các nước tư bản lại hào phóng và tử tế hơn so với phần còn lại của thế giới một lần nữa chúng ta có thể quan sát và đưa ra nhận xét chúng ta có câu phú quý xin lễ nghĩa khi con người nghèo đói và thiếu thốn họ trở nên ích kỷ vì phải cạnh tranh với nhau để tồn tại cho dù có lòng tốt họ cũng không thể nào giúp đỡ lẫn nhau khi bản thân chưa ổn định đây là một quy luật tự nhiên ở bất cứ nơi đâu chủ nghĩa tư bản cho phép con người làm giàu khi họ đã đạt đến một mức độ thịnh vượng nào đó họ sẽ cảm thấy dư thừa vì không còn bị thiếu thốn hay áp lực sinh tồn họ có thêm thời gian để làm chuyện khác khi đạt đến sự thành công nhất định cái họ cần không phải là tiền nữa mà là cảm giác làm điều gì đó có ích cho đời họ thích được người khác nhớ đến mình là một nhà hảo tâm họ cảm thấy vinh dự khi được báo chí khen ngợi là đã giúp đỡ người khác đó là vì sao các triệu phú và tỷ phú mỹ thường xuyên làm từ thiện số tiền họ bỏ ra chỉ là một phần nhỏ của tài sản nhưng nó mang lại danh tiếng và bảo tồn tên tuổi của họ nếu nhìn từ khía cạnh của một người bình thường sống ở một nước đang phát triển chúng ta luôn hoài nghi và cho rằng họ đang có âm mưu gì đó bởi vì ai mà rảnh tới độ đốt tiền để giúp đỡ người khác nhưng một khi bạn hay một vùng đất nào đó hay một quốc gia nào đó trở nên giàu có và thịnh vượng thì cũng sẽ muốn làm điều tương tự ở sài gòn sẽ không hiếm để thấy các thùng trà đá miễn phí hay quán cơm không đồng tất cả đều đến từ sự đóng góp của các nhà hảo tâm không phải vì người sài gòn thượng đẳng hơn nơi khác mà đó là di sản kinh tế thị trường để lại như nói trên một khi có được sự dư thừa con người sẽ làm những điều có ích cho cộng đồng ngoài việc có lợi cho bản thân điều này cũng ít nhiều giải thích vì sao sài gòn là cục nam châm thu hút người nhập cư từ khắp nơi đến con người nơi đây được thúc đẩy bởi tư bản cái họ muốn là hiệu quả trong công việc vì vậy họ sẽ bỏ qua các định kiến và quan điểm chủ quan cá nhân để hợp tác với người lạ bạn là ai hay từ đâu đến không quan trọng bằng việc bạn có thể làm được gì một khi họ ít định kiến hơn họ cũng sẽ mở lòng và tôn trọng người khác hơn còn ở những nơi khác bạn sẽ khó thấy điều này không phải vì các nơi đó tồi tệ mà là vì thời gian va chạm với kinh tế thị trường ít hơn sài gòn không phải ai sống trong môi trường tư bản cũng hào phóng nhưng tất cả những người hào phóng đều sống trong môi trường tư bản cho nên đừng hoài nghi khi thấy một ai đó làm điều bạn cho là dư thừa nhiều lúc họ không có mục đích gì cũng không gắn liền với thuyết âm mưu nào họ đóng góp giúp đỡ người khác vì điều đó khiến họ vui nếu không tin bạn có thể tham gia một dự án thiện nguyện nào đó khác với kỳ vọng của một số nhà phân tích trước đây chủ nghĩa tư bản không những không suy sụp mà còn tiếp tục phát triển vì đó là xu hướng phát triển tất yếu của xã hội con người không trở nên ích kỷ mà lại bao dung và hiền hòa hơn thay vì coi nhau là địch thủ họ coi nhau là cộng sự để cùng nhau phát triển như câu phú quý xin lễ nghĩa chủ nghĩa tư bản làm con người tử tế